Chào các bạn, hiện tại bên công ty mình đang có rất là nhiều công việc để hỗ trợ cho các bạn đi CEO mới và chuyển việc. Ví dụ hiện tại mình đang có công việc đó là làm nhân viên bán hàng trong chuỗi hệ thống cửa hàng quần áo nhé. Chuỗi hệ thống thì có ở Tokyo và ở Saitama. Số lượng tuyển 2 bạn, thời gian làm việc từ 9 giờ tới 18 giờ, lương từ 18 man tới 21 man tùy thuộc vào theo năng lực và trách nhiệm của các bạn. Chi tiết về nội dung công việc, hình thức phỏng vấn và các vấn đề liên quan đến visa thì các bạn hãy đến tham gia buổi CCMK ở bên công ty mình để được tư vấn cụ thể nhé. Buổi CCMK ở bên công ty mình sẽ được tổ chức hàng ngày vào thứ 2 đến thứ 6 lúc 11 giờ, thứ 3 thứ 5 thứ 7 chủ nhật vào lúc 13 giờ. Mỗi ngày thì bên công ty mình sẽ đại diện khoảng hơn 20 công ty, đầy đủ các ngành nghề lĩnh vực để cho các bạn lựa chọn, và sau khi kết thúc buổi CCMK thì các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp. Nếu bạn nào quan tâm đến công việc thì hãy đến tham gia buổi CCMK với công ty mình hoặc là gọi vào số 0362068058 để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn các bạn.